sao lúc nào Băng Rồng Xanh bị đánh cũng nhịn mà không phản kháng lại vậy chú? Ông thiệt, tại chú yếu hơn cho nên chú phải nhịn. Con không tin, chú không hề yếu, chú nói thật đi. Sao con nghĩ vậy? Băng Rồng Xanh từng khét tiếng một thời, ai ai cũng biết. Mà bây giờ chú định ở ẩn che giấu sức mạnh thật à? Con đã thấy chú anh thầm luyện công, dùng một tay chặt bể cục gạch làm đôi. Chú đừng hòng giấu con. Nếu như con đã biết sự thật rồi thì chú sẽ kể cho con nghe. Nhưng mà con hứa là phải giữ bí mật cho chú được không? Dạ chú kể đi. Thật ra Băng Rồng Xanh của chú mới là mạnh nhất. Trước khi mất, Tam Sắc Long sư phụ đã truyền lại cho chú một cuốn bí kíp võ công và truyền lại ngôi trưởng môn cho chú. Vì sợ các huynh đệ khác biết sẽ phản đối và gây mất tình huynh đệ, cho nên chú quyết định là ở ẩn cho tới bây giờ. Thì ra là như vậy. Đại ca, tại sao ta là đại sư huynh mà sư phụ lại không truyền ngôi trưởng môn cho ta mà lại truyền cho đệ? Ta không phục. Đại ca, nghe đệ giải thích. Không cần, từ nay ta và ngươi không là huynh đệ gì nữa hết. Hãy đợi đấy. Cô ơi, chú con tuổi thơ Băng Rồng Xanh thật ra là... Là gì con? Chết, mình đã hứa là giữ bí mật cho chú rồi. Nói đi con, nói đi cô cho con một bịch bento. Không được, con là người uy tín. Con đã hứa với chú là giữ bí mật không được cho ai biết. Chú đã được Tam Sắc Long sư phụ truyền ngôi làm trưởng môn của các băng rồng, có được cuốn bí kíp võ công và là người mạnh nhất trong bang phái bây giờ. Thiệt hả con? Mình gọi hỏi ông liền mới được. Ý chết, mình lỡ nói ra rồi. Cái con nhỏ này đã hứa là giữ bí mật cho chú rồi mà. Dạ con xin lỗi. Rồng vàng mũi mũi, mũi đã biết chuyện của Băng Rồng Xanh chưa? Mũi vừa mới biết. Vậy bây giờ mũi hãy chọn đi, một là theo phe ta, chúng ta sẽ lập ra bang phái mới, hai là theo phe của Rồng Xanh và phải chịu dưới trướng của hắn. Mũi tôn trọng quyết định truyền ngôi trưởng môn của sư phụ. Nếu mũi rời bang phái để lập bang phái mới cùng huynh, chẳng khác nào mũi là kẻ phản bội sao? Khi được truyền ngôi trưởng môn phái, hắn còn được sư phụ trao cho một miếng ngọc bội. Ai có được miếng ngọc bội đó trong tay, sức mạnh sẽ được nhân lên 1000 lần nếu như. Băng Rồng Xanh làm sao có thể hại Băng Rồng Vàng và Rồng Đen? Chúng ta là huynh đệ mà. Từ khi được sư phụ truyền ngôi trưởng môn, ta đã giấu tất cả mọi người, không cho huynh đệ nào biết để tránh mất đoàn kết. Nhưng mà HKK lại không nghĩ vậy. Huynh ấy nghĩ rằng Băng Rồng Xanh đang giữ trong tay miếng ngọc bội sẽ có sức mạnh vô địch thiên hạ, sẽ hạ mọi người để làm bá chủ một mình. Ta muốn các huynh đệ trong bang phái của chúng ta mãi mãi là huynh đệ, mỗi người sẽ đứng đầu một bang phái nhỏ chứ không một ai sẽ là bá chủ cả. Thì ra là như vậy, ta đã hiểu lầm đệ rồi. Chúng ta mãi mãi là huynh đệ đúng không? Vậy đệ hãy đưa cho ta miếng ngọc bội và quyển bí kíp đó đi. Nhưng mà không được đâu đại ca. Vậy mà ngươi nói muốn mãi mãi làm huynh đệ, không đưa cho ta cũng chứng minh rằng ngươi muốn một mình làm bá chủ thiên hạ rồi. Không phải, nhưng mà... Không nhân nhượng gì cả, từ nay ta và ngươi không chung đường. Tại sao ông không muốn đưa miếng ngọc bội và quyển bí kíp cho HKK vậy? Sư phụ đã dặn rằng không được đưa cho HKK, bởi vì huynh ấy chính là... Chỉ có Băng Rồng Xanh mới được giữ miếng ngọc bội và quyển bí kíp võ công ấy. Ngoài ra sư phụ còn dặn không được đưa cho HKK giữ, bởi vì HKK chính là nội gián của kẻ thù chúng ta. Kẻ thù của chúng ta? Có phải là Băng Mèo Đen không? Đúng vậy, Băng Mèo Đen bao nhiêu năm nay vẫn âm mưu chiếm đoạt miếng ngọc bội và quyển bí kíp của Băng Rồng chúng ta. Nhưng bên Băng Mèo Đen họ cũng có những cao thủ và bảo bối rất lợi hại mà, sao lại cần ngọc bội của chúng ta? Vì chúng ta đang giữ trong tay miếng ngọc bội và quyển bí kíp nên chúng không thể làm bá chủ thiên hạ được. Nên từ lâu, chúng ta luôn là cái gai trong mắt của Băng Mèo Đen. Đúng vậy, hãy mau đưa cho ta miếng ngọc bội và quyển bí kíp đây. Nhân danh Băng Mèo Đen, chúng ta sẽ tha cho bọn ngươi. Vì bây giờ liên minh Băng Rồng chỉ còn có 2 người, không thể nào chống lại Băng Mèo Đen rất đông cao thủ của bọn ta đâu. Hai tên này là... Đó là 2 anh em nhà họ Lý, Lý Trung Bình và Lý Tử Mỹ, là 2 cánh tay đắc lực của đại ca Băng Mèo Đen. Ta không thích đưa thì sao? Đăng ký kênh để đón xem những tập tiếp theo nhé.